Em xin chào tất cả các chị em mình ha. Thì hôm nay thì em mới vừa tiến hành đóng gói cho tất cả các chị em mình ha, đã đặt mua và tin tưởng ủng hộ bên công ty em ha. Đây, bên em đã tiến hành đóng gói kỹ càng lại cho mình hết anh chị. Đó, những cái dòng máy một kim công nghiệp hàng chính hãng nha. Đó, xin lỗi em sẽ gửi đi những cái đơn như là máy canh sai nè, máy giặt sổ, máy màu kim. Đó, bên em đã đóng gói hoàn thiện hết rồi. Thằng thùng thì mình khỏi cần phải đóng gói, nó nguyên thùng, nguyên đai, nguyên kiện hết ha anh chị. Đó, bên em tiến hành đóng gói cho anh chị khách. Cảm ơn chị khách rất là nhiều ha, đã tin tưởng ủng hộ bên công ty em ha. Đơn hàng của ngày hôm nay ha anh chị. Đó, em mới vừa đóng gói, hòa xíu nó bàn giao cho xe gửi về phục vụ cho anh chị mình ở tỉnh xa ha. Máy là cam kết chất lượng, bảo hành cho mình là chính hãng luôn anh chị, 12 tháng luôn nha. Anh chị mình khu vực Hồ Chí Minh thì nhân sẽ hỗ trợ lắp đặt tận nhà cho mình luôn. Anh chị mình ở tỉnh thì bên em sẽ hỗ trợ phí ship cho mình nè. Đó, anh chị mình yên tâm nha. Nhận được hàng và kiểm tra đúng máy, đúng chất lượng thì nhận máy nha. Đó, bên em sẽ đóng gói kỹ càng. Anh chị thấy không? Đầu máy là bên em sẽ đóng vô thùng xốp giống vậy ha. Khi mà mình vận chuyển đi nó không bị ảnh hưởng đến tác động vào máy của mình ha anh chị. Đó, những thùng mới thì mình sẽ không có đóng gói, kiểu như là dán lại và để hàng dễ vỡ cho anh chị ha. Đó. Rồi, cảm ơn chị khách rất nhiều, anh khách rất là nhiều nha. Đã tin tưởng ủng hộ bên công ty nhân ha anh chị. Rồi, nếu anh chị mình có nhu cầu mà sử dụng những cái dòng máy may công nghiệp để sản xuất cho quần áo mình á, may hàng nè, hoặc là học thiết kế thời trang thì liên hệ trực tiếp bên em sẽ được hỗ trợ và tư vấn cho mình ha anh chị. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn.